nẹt đấng bạn đấng tay nẹt mình đấng nơi tay mình đấng ớt vô thay giang nà đấy ớt đấng thả là bỏ lỏ ប្រហែលជាទីនៃសុខភាពសូមស្វាគមន៍លោកស្រីខ្ញុំអរគុណជួបគ្នាសាយថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទលរ៉ែនដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនដែលតេតតងទៅនឹងឆៃថៅមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនតែលោកអ្នកបានរៀនមកហើយជាមួយឆៃថៅក្រៅពីអាចធ្វើម្ហូបបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសារក៏ដូចជាបានយ៉ាងច្រើនមុខក៏អាចយកមកធ្វើជាគ្រឿងផ្អាប់ដូចជាឆៃប៉
Chất thái cứ chia bằng lại muối đèn miên và chiếc phát hiệp hiệp của xóm xâm rạp phương mộng hộp. Ở đây cô ấy có xâm qua nước cứ, chất thái miên ả thập ra dạo cho ra nát đại mạng đủ bị cho ra mình sơ chắp ả rõm, rứ mình bàn đăng bị mộn mộn. Khang cọng này cứ chia ả thập ra dạo mũi chùm núa rồi bó chất thái. Muối miên ả thập ra dạo xâm rạp nệ chùm ngứ tự đồn phạm. Chất thái miên ả thập ra dạo xâm rạp nệ chùm ngứ tự đồn phạm, đôi xa tại vì miên xâm tập hiếp cực cồn cũng đặt chiếc có nực nông chìm. Phí, bóng ca chùm ngứ lửa chìm. Chất thái đại nơi cháu miên xa đại chiệt đại ai bóng ca 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 nơi chùm ngứ lửa chìm. Chất thái miên chiệt bồ tát xốm, nâng chiệt sổ giống, đại ai chui đại xa tốt là dẹp hiệp bồ tát xốm nơi khăn nông riêng cài nẹ bàn. Đối chân này, chạy tháng miên ả thập ra giáo nơi khăn nông ca cực cồn xa phía chiếm, mần ai càng làng cấp bố, chiên cầm rất thò mà đá bàn. Bởi, chui nơi khăn nông ca xâm rõ tầm ngôn. Chạy thái ai bà bà bán là bây chui nơi khăn ông ca xâm rõ tổng ngôn đòi mình miên phò bà bó là sọc của phiệp. Chạy thái cứ miên chiết calori tạch tụt nát, hơi miên nơi vitamin nâng chiết ở sai chỉ trái để chui nơi khăn ông ca xâm rõ tổng ngôn. Trong đoạn này, bất chạy cô ở chạp bà rõ mình tên và hai chỉ chọc nơi cam thịp bằng bây đi tí và dự ai ở rộng mà tên chạy thái mời em bây một tuần tiên này. Phô đời xa tay ở lời này hiện là ngờ lộ mình tên kia. Chui xâm rốt ở cà rạp đá sái, nâng cọ. Bà sân bà nẹ miên trong người đá sái, nâng cọ chỉ nhật nhóp, nẹ cua tay đã chạy thai cho tư khăn ông rộ bò bà hà rộ bò nẹ. Bù rộ chạy thai, miên lạc nà xâm bát, ai chui xâm á chết rộng ơ khăn ông bông bông có, nâng chân ông mọc bàn. Họ chạy thai có ai bà chăng nâng cao đồn liếp bông bông có bàn phòng đại. Trăm chui xâm rút đo các tổ lượng mũ. Person bà nẹ nhằm à hát đầy mình là ổ, rư có nhằm tức tạch tuổi bếch, nẹ ách đang miên bánh hát tổ lượng mũ. Chạy thái, miên xa đặc thiết xa xay tràn kháng ná, hào xa đặc thiết xa xay ní cứ ai chui đo xay bánh hát tổ lượng mũ bàn. Bởi vì ai chui xâm rút đo cho là nà phụ viên, hào có ai chui xâm át à hát đầy chóp nâng phụ viên thông tiệt phòng. Ra muối, chui xâm rút đo cá đỏ đằng hàm. Chạy thái miên xa đặc thiết lùm ớt đại ai chui ra xa phơi đằng hàm ở miên sốc của phiệp lọ. Cá tập tù tiên chạy thái đại bàn chậm ẩn rút. Ai chui ở nẹp phọt bị cá chló mê rộp xanh xếng, hào có ai chui cá bí nâng phía bát chậm ngư hớt phòng đại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ែធម្មជាតិមួយនេះជាចុងក្រោយអរគុណហាងលោកសេនប្រយុទ្ធផងដែរដែលតែងតែផ្តល់ជូនជាមួយសិល្បៈរបស់កម្មវិធីហើយយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពប៉ុន្តែគណៈភ្នាក់ខ្ញុំបាទឡូរ៉េនរួមជាមួយនឹងសាករៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ Bye-bye.